Quý vị thân mến, có thể quý vị nghĩ rằng mình không làm được gì để cuộc sống của mình tốt hơn dù chỉ chút ít. Song thực ra, cách để cuộc sống tốt hơn mỗi ngày hoàn toàn nằm trong tầm tay của quý vị. Bởi bất cứ hành động suy nghĩ nào, dù nhỏ cũng đều có sức ảnh hưởng nhất định đến tâm trí. Hãy nhận thức mình từng ngày, quý vị sẽ tốt hơn mỗi ngày. Và sau đây là 5 từ cần nhắc bản thân mỗi ngày để sống tốt hơn. Quý vị cùng lắng nghe nhé. Thứ nhất, liêm. Cuộc sống luôn rất công bằng. Không làm mà muốn hưởng lộc, sớm muộn cũng phải nhận lấy báo ứng nặng nề. Đừng nhận những thứ không phải do mình làm ra. Cũng đừng mơ mộng việc mình không bỏ công sức lao động mà vẫn có thể rung đùi hưởng lợi. Nên nhớ, cái gì không phải là của mình thì dù có phí công tranh giành cũng chẳng được. Của thiên thì sớm muộn cũng phải trả địa. Có một người phụ nữ thường xuyên may mắn gặp được của rơi ngoài đường. Nếu là người đầu tiên tìm thấy, tự nhiên cô vui vẻ độc chiếm. Nếu cùng người khác nhặt được thì cô và người ta quyết định chia đều. Nhưng nếu là người vô tình đến sau một bước, cô sẽ không ngừng tự trách lòng là tại sao mình lại xui xẻo thế nhỉ? Hôm nay ra đường sớm hơn một phút có phải tốt không? Cho đến một ngày, người bạn thân nhất đã hỏi cô, rốt cuộc là cậu tiếc cái gì chứ? Đằng nào thì đó cũng không phải là tiền cậu đánh rơi mà. Đến khi nghe được như vậy thì người phụ nữ mới tỉnh ngộ và nhận ra rằng trên đời không phải chuyện nào cũng theo đúng ý mình được. Thứ gì mình không nên nhận thì cố tranh đến mấy cũng không trở thành của mình. Cho nên đừng cố sức tranh đoạt thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng phải nhận báo nghiệp xứng đáng. Thay vì cố giành giật, sao không tự đi trên con đường của riêng mình và làm những gì mình muốn làm? Từ đó có những gì mình muốn có. Có như thế chúng ta mới sống thanh thản, hưởng thụ những điều tốt đẹp ở ngay xung quanh, quý trọng những gì đang có. Thứ hai là khiết. Trên chuyến tàu từ quê trở lại thành phố, anh trai Huyền rất vui mừng và hào hứng. Anh nói về dự định sắm sửa đủ thứ từ số tiền thừa kế vừa nhận được từ nhà nội. Còn Huyền thì đang nghĩ đến mẹ, chẳng thấy vui thú gì. Cách đây hơn 15 năm, cũng trên chuyến tàu cùng hành trình như thế, mẹ đã đem hai anh em Huyền rời quê chồng. Khi ấy bố Huyền vừa mất, mẹ không thể nương tựa được nhà nội, nên ba mẹ con dắt díu nhau đi. Huyền không rõ những khúc mắc giữa mẹ và ông bà nội, nhưng từ đó mẹ không bao giờ trở lại quê chồng. Mẹ không đi bước nữa, mà ở vậy, làm lụng vất vả để nuôi anh em Huyền khôn lớn. Sau này, các chú bên nhà nội tìm cách liên lạc với anh trai Huyền. Thỉnh thoảng Huyền cùng anh trai về quê để thăm ông bà nội. Và lần gần nhất đã hơn 3 năm, khi ấy hai anh em về chịu tang ông nội. Lần này Huyền bất ngờ khi nhận được điện thoại của chú ruột gọi về quê bàn việc gia đình. Sau khi mãn tang ông nội, các cô các chú bán tài sản đất đai ông bà để lại, chia đều cho những người con theo di chúc. Nếu theo luật thì phần thừa kế của bố sẽ được chuyển cho ba mẹ con Huyền, nhưng do các chú vốn không ưa mẹ nên chỉ gọi Huyền và anh trai về nhận tiền. Huyền thấy như thế thiệt thòi cho mẹ, nên bàn với anh trai là muốn dùng số tiền đó để sửa sang lại nhà cửa cho mẹ và gửi tiết kiệm cho bà dưỡng già. Hiện nay, hai anh em Huyền đều đã có gia đình riêng và sống ổn định ở thành phố, còn mẹ thì sống một mình ở quê ngoại. Huyền nghĩ, mẹ đã vất vả cả đời để nuôi hai con, bây giờ phần thừa kế của bố nên dành lại cho mẹ. Bởi mẹ không có lương hưu, kinh tế của hai anh em chỉ đủ sống, cũng không phụ giúp được nhiều. Mẹ ở trong căn nhà cũ ông bà ngoại để lại, trồng rau nuôi gà buôn bán lặt vặt ở chợ để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Mỗi lần về quê, nhìn căn nhà cũ ọp ẹp mẹ ở, chỉ cần một cơn bão mạnh là có thể sập bất cứ lúc nào, Huyền lại thấy xót xa. Nhiều lần Huyền bàn với anh trai chuyện sửa sang nhà kiên cố hơn cho mẹ, nhưng anh luôn nói không đủ tiền vì còn phải lo cho con cái rồi trả nợ mua nhà nữa. Bây giờ, nhân cơ hội có khoản tiền lớn, Huyền muốn thực hiện ngay dự định sửa nhà đó. Khi Huyền vừa mở lời thì anh trai đã gạt phắt với giọng rất là bực tức. Chuyện nào ra chuyện đó? Tiền này là các chú nói chỉ cho hai cháu,
chẳng liên quan gì đến mẹ cả. Anh chỉ muốn chia số tiền làm hai, Huyền muốn làm gì với phần của Huyền thì làm, còn anh toàn quyền sử dụng phần của mình. Huyền đề nghị chia thành ba phần, cho mẹ một phần, nhưng anh không chấp thuận. Anh vẫn khẳng định, tiền này là của nhà nội cho hai anh em, mẹ không có phần. Tiền của anh còn có việc khác. Huyền thì chỉ muốn xây sửa nhà cho mẹ, nhưng dùng hết phần tiền thừa kế của mình cũng không đủ. Cô thấy buồn vì thái độ và lòng tham của anh trai. Vì tiền, anh bất chấp tất cả, chẳng đoái hoài gì đến mẹ. Mẹ đã chịu bao tủi nhục vất vả để anh em Huyền có ngày hôm nay. Nhưng nhắc đến việc lo cho mẹ, lần nào anh cũng thoái thác. Quý vị thân mến, người xưa từng nói, lòng tham giống như lửa, nếu không được kiềm chế sẽ thiêu rụi cả thảo nguyên. Dục vọng tựa như nước, nếu không kiểm soát được sẽ dâng lên cuồn cuộn ngất trời, phá hủy mọi thứ. Lòng tham của con người là một tai họa, nếu không cẩn thận sẽ bị vạ lây, thân bại danh liệt, tài sản tiêu tán. Trong suy nghĩ của mỗi người, bất kể là tiền tài, địa vị hay danh vọng, dù tất cả có quan trọng đến đâu, có thuộc về mình hay không, hãy suy nghĩ thật kỹ, thận trọng trước khi đưa ra quyết định. Đừng nghĩ càng nhiều càng tốt, lúc nào cũng đúng. Chính điều này đã khiến nhiều người lầm đường lạc lối, thậm chí là đi đến đường cùng không thể quay đầu lại. Thứ ba là cần. Một chuyên gia từng làm một bảng điều tra dành cho những người cao tuổi. Nội dung bảng điều tra chỉ hỏi một câu duy nhất là: trong cuộc đời mình, chuyện làm ông bà cảm thấy hối hận nhất đó là chuyện gì? Hơn một nửa trong số đó là hối tiếc vì tuổi trẻ đã không chịu cố gắng, không chăm chỉ chịu khó, để rồi sau này bỏ lỡ nhiều cơ hội, chẳng làm nên được sự nghiệp gì vẻ vang. Nhân sinh chính là định luật bảo toàn. Tuổi trẻ lười biếng sẽ tạo nên những giọt lệ cho những hối hận khi đã về già. Càng lười biếng, bạn sẽ càng dễ rước họa vào mình. Chỉ khi không ngừng nỗ lực rèn luyện, chăm chỉ cố gắng, những chuyện phiền phức mới tránh xa, và ta mới có thể chạm đến hạnh phúc đích thực được. Thứ tư là nhẫn.